Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10 ngày nữa, dự án Vành đai 3 sẽ được khởi công. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dự án Vành đai 3 đi qua dài nhất với khoảng 47 km. Đoạn 1 đi qua địa phận thành phố Thủ Đức từ điểm giáp nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến điểm cuối giáp nút giao Tân Vạn. Vị trí chiến lược này giúp gia tăng giá trị bất động sản và thu hút đầu tư. Thời điểm thị trường ở ngưỡng cửa phục hồi, cộng thêm những tín hiệu tích cực từ tuyến đường Vành đai 3, không chỉ là cơ hội để hình thành các trục đô thị đa cực, mà còn là giai đoạn thích hợp để người mua nhà sở hữu sản phẩm tốt, giá cạnh tranh. Điển hình là Vinhome Grand Park, tọa lạc tại trung tâm của thành phố Thủ Đức, được mệnh danh là đại đô thị đáng sống với 5 thành phố trụ cột, thành phố công viên, thành phố nghỉ dưỡng, thành phố giáo dục, thành phố lễ hội và thành phố kết nối. Nơi đây hiện thu hút 52.000 cư dân. Sắp tới dự án Glory Heights tại Vinhome Grand Park cũng sẽ ra mắt thị trường.